Chào bạn, hôm nay sẽ giới thiệu với bạn về một dòng máy khoan trên hãng của thương hiệu Matic, đầu khoan 6.5mm, mã là MT653. Và khi bạn mua máy về thì bên trong máy sẽ có những linh kiện phụ kiện như thế này. Matic thuộc thương hiệu Makita, mã là MT653. Đây là cái hộp của máy chúng ta, và trên hộp sẽ có đầy đủ thông tin và mẫu vật nên xuất xứ, sản xuất ở đâu, ngày tháng năm sản xuất. Và đây cái máy chúng ta, trên thân máy chúng ta là cái mà có mã là Matic MT, Matic được dập nổi này để giúp các bạn tránh mua hàng giả, hàng nhái. Và sau đây sẽ có cái tem, trên tem sẽ có đầy đủ thông tin và thông số kỹ thuật của máy chúng ta, máy Matic MT653, điện 220V, công suất là 230W, tốc độ là 4.5 cho vòng 1 phút. Và đây sẽ có series, và từ đây sẽ có thêm cái tem cho khán giả. Bây giờ mình sẽ test máy cho mình xem về cái máy Matic MT653. Đây, khi mình bóp cò thì tốc độ nó đi máy là từ chậm tới nhanh, chứ nó không phải là đi một liền cái là nhanh liền. Mình sẽ giúp cái máy chúng ta cái nhông nó không bị nhanh mòn. Thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về dòng Matic MT653. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu bạn thích, bạn nhấn subscribe dưới like kênh của mình để có thể cập nhật liên tục những video của mình. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn.